Rồi cảm ơn anh trai Philip đã lên nguyên một cái combo xịn sò từ bánh canh tới yên với nhựa nhám Thái Rim nha anh em. Thì anh thấy lên xe đẹp không? Đẹp ha. Thì anh trai lên một cái gù inox trong cái bộ ốc, anh lên nguyên bộ dĩ ốc inox bên mình nha. À, ốc lóc mái đồ này kia, mẫu V2 hết nha anh em. Còn đây là nĩa xe 1.599.000, Cam Nova 755.000, vỏ quýt Thái trên dưới 8 xị nha anh em. Đó, vỏ ruột rút cam nè, trong bộ ốc là nó sẽ có canh bánh vậy luôn nha anh em. Đó, ốc đĩa nè, cốt bánh trước bánh sau lông đền đỏ, rồi ốc bát heo, ốc mấy này là có đủ nha anh em. Ốc tai hắn nó có luôn hả Mập? Có luôn. Có ốc tai hắn này luôn nha anh em, gù nè luôn nha. Đó. Rồi ốc thâm nhớt nè. Đó, sọ cốt đằng sau nè, bát treo bô nè. Còn cái phục này là IDS nha anh em. IDS này á là có thêm cặp chén IDS luôn anh em thấy không? Là cặp chén này là ra với phục luôn là 2 triệu mấy, với tiền công vô chén luôn nha anh em, là 2 triệu mấy á. Còn đùm á đây là anh trai chơi đùm mà rơm, thì mình thấy đùm mà rơm này đi nó cũng cho nó lạ anh em, chứ đùm bạc thì nhiều khi nó cũng bị nhàm chén quá rồi nha. Nè, bánh vô cực kỳ nhẹ nha, đùm cực kỳ chuẩn nha anh em. Ha, bánh cực kỳ nhẹ luôn nha, bánh sau á mà còn nhẹ như nào. Thì trong bộ ốc á thì nó sẽ có luôn cả càng thắng. Này là bát tân sơn âm thì nó không nằm trong bộ ốc, nhưng mà anh em muốn lấy chung thì mình sẽ tính giá rẻ, trong bộ ốc nó rẻ hơn ngoài mua lẻ nha anh em. Canh bánh sau. Phục này là mình bảo hành 1 năm cho anh em nha. Rồi bát tân sơn nè, canh bánh, nói chung là dàn sau trong bộ ốc này nó cũng đầy đủ anh em. Ba ga lưới Siken. Cái ba ga này anh sử dụng á giùm em á là nhớ đi mưa gì đó xịt nước ngọt lên, tại vì nó Siken nó dễ bị sét. Nhưng mà Siken thì nó đẹp. Ba ga này có 100 mấy là nó cho 2 miếng titan này luôn nha anh em. Đó. Rồi. Anh em nào cái gì nữa ta? Còn cái gì nữa ta? Chó đèn nha. Chó đèn. Đây món hot nha. Chó đèn này là gắn như zin nha. Bây giờ đây mình bật đèn lên cho anh em xem. Đây. Ha. Rồi. Đây sương mù. Ha, sương mù thay led trắng. Rồi. Anh em nào cần bất kỳ combo nào nữa thì cứ đi liên hệ nhựa nhám này, nhựa nhám zin Thái của quay 125 Thái nha anh em. Đây 2 miếng. À, còn dây này thì dây linh kiện thôi, nhưng mà bọc lại à, theo form này trắng đỏ cũng đẹp. À, mới muốn anh lên hai cục chỏ này nữa. Không thôi lấy ra sơn. Lấy ra sơn thì nó không được giống màu, nhưng mà nó đỡ tốn kém hơn. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.